say xỉn quậy phá hàng xóm, đâm trọng thương cảnh sát khu vực. Hai thanh thiếu niên cầm dao phóng lợn diễu phố để sống ảo. Nhiều người vượt rào ra Hồ Tây hóng gió, ôm chó bỏ chạy khi thấy công an đi tuần. Xôn xao clip giảng viên đuổi sinh viên khỏi lớp online. Để tôi cho anh ra khỏi lớp, mưa to quá, học làm gì? Bắt kẻ bán thẻ tình nguyện viên trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đèo bảng, tôi là kẻ ăn cắp trên ngực nếu trục lợi quỹ vì đồng bào. Tiền riêng bỏ ra làm từ thiện đã 15 tỷ. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết trong bản tin an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi. Thái say xỉn, la lối, quậy phá hàng xóm và đâm trọng thương cảnh sát khu vực khi bị nhắc nhở. Sáng 18 tháng 9, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ Quách Thái, 42 tuổi, ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Tân An nhận được tin báo của người dân có đối tượng say xỉn, quậy phá nên cử Đại úy Nguyễn Công Tín, cảnh sát khu vực 5, phường Tân An cùng bảo vệ dân phố đến giải quyết. Khi vừa đến đầu hẻm 112 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, lực lượng làm nhiệm vụ gặp Thái đang cầm dao, la lối lớn tiếng gây mất an ninh trật tự. Đại úy Tín yêu cầu người này bỏ dao xuống nhưng Thái không chấp hành, lao đến đâm Đại úy Tín bị thương ở vùng cổ. Thái sau đó bị trấn áp, đưa về trụ sở công an phường. Đại úy Tín được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Việt và Minh rủ nhau mua một con dao bầu và một ống tuyếp sắt rồi hàn lại thành con dao phóng lợn, cùng nhau diễu phố chụp hình sống ảo đăng trên mạng xã hội. Ngày 17 tháng 9, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã triệu tập Trịnh Quốc Việt sinh năm 2003 và Bùi Gia Minh sinh năm 2007, trú tại tiểu khu Tiền Tiến, thị xã Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm dao phóng lợn di chuyển trên quốc lộ 6. Trước đó vào ngày 16 tháng 9, trên các mạng xã hội đăng tải đoạn video clip các hình ảnh về hai thanh niên, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La qua địa phận tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Nam thanh niên ngồi sau cầm dao phóng lợn. Những hình ảnh trên nhận được nhiều bình luận phản ánh bất bình của quần chúng nhân dân, gây dư luận xấu trong xã hội. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an huyện Mộc Châu đã nhanh chóng điều tra xác minh. Theo đó, xác nhận Trịnh Quốc Việt và Bùi Gia Minh là hai nhân vật chính trong đoạn video clip nói trên. Được biết, Trịnh Quốc Việt chưa có giấy phép lái xe, Việt và Minh rủ nhau mua một con dao bầu và một ống tuyếp sắt, rồi hàn lại thành dao phóng lợn, cùng nhau diễu phố chụp hình sống ảo đăng lên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người tụ tập hóng gió, chụp ảnh ở Hồ Tây, nhưng họ liền bỏ chạy khi thấy công an xuất hiện. Chiều 17 tháng 9, ngay trong ngày đầu tiên dỡ bỏ chốt kiểm soát trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, hàng chục người đã vượt rào ra ven Hồ Tây để hóng gió chụp ảnh. Các nhóm thanh niên tụ tập nói chuyện ở ven hồ, không đảm bảo giãn cách, có người còn không đeo khẩu trang theo đúng quy định. Bên ngoài chùa Trấn Quốc, một vài người đang đứng vái vọng. Chiều muộn, một vài người đi bộ tập thể dục ở ven Hồ Tây. Ngoài người đi bộ, quanh hồ xuất hiện nhiều người đạp xe đạp thể dục, dù hiện tại Hà Nội vẫn chưa cho phép hoạt động này diễn ra. Thậm chí nhiều người còn đưa chó đi dạo, khi thấy công an phường Thụy Khuê xuất hiện đã vội ôm chó bỏ chạy. Đôi nam nữ kéo vội khẩu trang, sau khi chiến sĩ công an nhắc nhở, cặp đôi liền lên xe rời đi. Đại úy Nguyễn Trọng Tiến, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Thụy Khuê cho biết, từ ngày 16 tháng 9, khi Hà Nội nới lỏng kiểm soát giấy đi đường, tháo dỡ các chốt thì nhiều người dân có tư tưởng nhầm lẫn giữa nới lỏng xã hội và xóa bỏ giãn cách. Chúng tôi phải nhắc nhở để họ hiểu rõ bản chất. Để ngăn người dân tụ tập ven hồ, Công an phường Thụy Khuê đã căng dây, lập rào chắn và đưa ra các biển báo. Không những thế, Công an phường còn thường xuyên đi nắm tình hình, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt một số trường hợp để răn đe. Tại khu vực khác, tình trạng người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bắt đầu xuất hiện. Hình ảnh được ghi lại tại quảng trường Cách mạng tháng 8 trước nhà hát lớn. Tại Hồ Đền Lư, một số người dân ra tập thể dục, hóng mát. Một số người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định. Tại chân cầu Long Biên, hàng chục người ngồi nói chuyện với nhau, nhiều người kéo khẩu trang xuống tận cằm. Hiện Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 21 tháng 9. Em nghe rõ, thầy có thể nhắc lại được không? Rồi vậy để tôi cho anh ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Tên gì vậy? Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một nam sinh viên nói: Dạ bên em mưa to quá, em nghe rõ.
Dạ, người được cho là nam giảng viên nói. Rồi vậy tôi cho ông ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Tên gì vậy? Mưa to quá học để làm gì? Đi ngủ đi ha. Cái việc to hay không anh phải tự anh lấy cái tai phone của anh để vô. Cái mắc mới gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần. Nam sinh nói mình đã gắn tai phone nhưng nghe vẫn không rõ mấy. Giảng viên đáp. Trời, nghỉ luôn học hôm nay đi. Ở đoạn sau của video, giảng viên hỏi còn ai nghe nữa không, rồi yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam lên hết, mở micro của mình, rồi rõ mặt trong khung hình, nói lại câu khẳng định. Tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai giác quan như người bình thường. Khi tới lượt MCDT nói, do micro hơi nhỏ nên thầy buộc đi ra khỏi lớp với lý do thầy không nghe thấy gì cả. Sinh viên tiếp theo là DQT cũng bị bắt ra khỏi lớp vì micro nhỏ. Nam giảng viên tiếp tục bài kiểm tra của mình khi buộc các sinh viên nói lại câu miệng và tai giác quan như người bình thường. Trả lời phóng viên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc trên xảy ra trong một lớp học trực tuyến khoa điện điện tử của trường. Theo phản ánh của khoa này, sự việc trong lớp học là có thật, nhưng đoạn clip đã bị cắt một đoạn nên chưa phản ánh rõ toàn bộ diễn biến. Mục đích ban đầu của giảng viên là nhắc nhở em sinh viên học tập tập trung hơn, nhưng do không kiềm chế được cảm xúc nên đã có lớn tiếng với sinh viên, nhận thấy không phù hợp. Giảng viên sau đó đã cho sinh viên và lớp học tiếp tục, ông Thịnh nói với nguồn trên. Theo phóng viên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh cho biết, nhà trường đã yêu cầu phòng thanh tra và các đơn vị liên quan trao đổi với giáo viên. Ông bày tỏ hiện công tác giảng dạy trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi tâm trạng không tốt, có những chuyện riêng sẽ gây ức chế, song người thầy phải có phát ngôn chuẩn mực. Do đoạn clip đã bị cắt ghép rồi, trường phải xem xét lại có đúng bối cảnh hay không. Nhà trường sẽ làm rõ nếu xảy ra thực trạng như clip sẽ xử lý đúng chức năng và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Vị phó giáo sư chia sẻ thêm, nhà trường nhận thấy sự việc này gây ảnh hưởng đến tâm lý người học, khiến sinh viên đang học online ức chế và uy tín của nhà trường. Từ đó đã đề nghị các đơn vị tiếp tục làm rõ vấn đề, lắng nghe ý kiến của chính sinh viên bị đuổi ra khỏi lớp và đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Sau khi làm giả thẻ tình nguyện viên Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh và nhiều loại giấy tờ khác, gã đàn ông đã bán lại cho một kẻ khác để thu lợi bất chính. Ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận 4 bắt quả tang Tăng Minh Hiếu, sinh năm 1985, ngụ quận 4 khi đang mua giấy tờ giả tại hẻm 243 Tôn Đản, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, sau khi bắt giữ Hiếu, công an khám xét nơi ở của gã đàn ông này, thu giữ 6 giấy phép lái xe, 3 căn cước công dân không gắn chip, 4 bộ hồ sơ bằng lái, 2 máy in màu cùng nhiều vật chứng khác. Tăng Minh Hiếu khai đặt mua thiết bị máy in, phôi giả trên mạng, sau đó in các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng. Từ tháng 6 đến tháng 9, Hiếu còn làm giả và bán cho Phi Trí Lương, sinh năm 1983, ngụ quận Bình Tân, khoảng 24 giấy đi đường với giá 300.000 đồng một giấy, thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, car vest xe. Sau đó, Lương sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đó đăng tên giấy tờ bằng cấp giả, 3K bằng cấp các loại giấy tờ. Làm giấy tờ nhanh, đăng quảng cáo làm và cung cấp các loại giấy tờ đi đường để qua chốt kiểm dịch COVID-19, giao bán lại để kiếm lời. Vụ án vẫn được tiếp tục điều tra mở rộng. Vừa trở lại với mạng xã hội sau 30 ngày bị khóa nick tích xanh, ông Đoàn Ngọc Hải lập tức có thông báo đành thép liên quan đến việc từ thiện. Sau 30 ngày bị chặn chế độ đăng bài, bình luận trên Facebook có tích xanh, ông Đoàn Ngọc Hải vừa trở lại cập nhật tin tức trên mạng xã hội. Rất thẳng thắn, ông đề cập đến việc bị kéo vào những ồn ào xung quanh việc làm từ thiện của một số nhóm thiện nguyện nổi tiếng. Ông trải lòng, làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải là nghề để kiếm tiền. Làm từ thiện không phải để khoe khoang sự giàu có và để chửi mắng, sỉ nhục vô căn cứ, vô pháp luật đối với người khác. Ông cũng quyết liệt bảo vệ quỹ vì đồng bào mình đang quản lý, cũng như các hảo tâm đã ủng hộ bằng cách in sao kê có ký tên, đóng dấu của ngân hàng, công khai thu chi từ ngày lập tài khoản của quỹ, ngày 12 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Bản sao kê này được đặt tại ngân hàng để bất cứ ai có thể đến đối soát trực tiếp. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ duy trì sao kê từng ngày và công bố hàng tuần, dù việc đó có thể khiến ông tốn thời gian. Nếu ai phát hiện ra tôi gian dối, móc ngoặc để trục lợi, dù chỉ là một đồng,
Nếu ai phát hiện tôi lấy sữa, lấy trứng, lấy khẩu trang mà mọi người gửi ở nhà tôi, mang đi bán lấy tiền bỏ túi riêng, thì mọi người cứ cho đăng bài phản ánh trên báo chí chính thống. Nếu chứng cứ gian lận đúng, tôi cam kết sẽ ngồi ở giữa chợ Đồng Xuân, Hà Nội, ở giữa chợ Đông Ba Huế và ở giữa chợ Bến Thành, Sài Gòn, mỗi nơi 10 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, trước ngực tôi sẽ đeo tấm bảng, tôi là kẻ ăn cắp tiền của quỹ vì đồng bào. Ông khẳng khái tuyên bố. Suốt một tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn bền bỉ chở lương thực, thực phẩm cho hàng vạn bà con xóm chợ nghèo, cho các bệnh nhân dã chiến giữa bệnh viện COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh. Ông cũng tăng ca chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những bà con nhiễm COVID-19 đang bị khó thở vào buổi tối. Cũng có khi ông chở các cụ già đi cấp cứu, các ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, được bệnh viện dã chiến cho về nhà và chở áo quan miễn phí cho người nghèo không may qua đời. Ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh, mình là người độc hành khi đi từ thiện. Ông là giám đốc kiêm thủ quỹ, kiêm kế toán quỹ vì đồng bào, kiêm lái xe, kiêm cả khuôn vác. Trước khi soi mói về kinh phí làm từ thiện, ông thẳng thắn công khai. Gia đình làm kinh doanh nhiều đời nên không khó khăn về kinh tế. Ông làm từ thiện dựa trên kinh phí trích từ nguồn tiền của gia đình đã bỏ ra 15 tỷ đồng và của quỹ vì đồng bào đã gần 29 tỷ đồng. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.